có thằng nó không có tiền nó mua cái này, nó cầm vô đây nè, tập nè, nó cầm vô đây tập nè, nó đá vài cái bà mẹ bảo đảm mày cái tay của nó đi bắn muối cho con, gắn vô đây cũng được nè, muốn gắn đâu gắn, cái này nè nó làm cái đấy móc vô, hồi sao bé không lắc rồi chắc. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Bây giờ tới coi bụng em. Ok, tao đi Mỹ tụi bay biết không? Tụi nó thấy mấy cái đồ THOL này nào nó sợ xanh mặt hết. Wow. Tới bụng á. Duy Nguyễn làm đâu đồ tốt như Duy Nguyễn. Trời ơi, nhìn đồ xịn, nó xịn đồ Mỹ nữa. Cái nói là bây giờ cái điều căn bản á là bạn Mỹ tôi Việt Nam đúng không, thì cả hai đều không sản xuất cái này, mình đi chung lò ra mà, nhưng mà mình chịu chi hơn bạn nên mình tốt hơn bạn thế thôi đó. Cái nói thật sự á, cái ấn tượng lúc mà Duy đi Mỹ á là người ta nhìn nguyên cái gear luôn, từ đầu từ giày, từ dép, từ nón nảy, toàn THOL không à. Nó sợ lắm mấy bạn. Ở bên Mỹ nó làm được vài cái áo hết. Vài cái áo, áo dỏm. Đó, trong khi mình chơi đầu tư vậy đó, thằng này phát triển thằng nem ghê vậy. Cái nói ghê con khỉ gì, tôi còn có những cái mà tôi chưa khoe nữa đó. Tôi nằm ở trong kho, tôi nhiều hàng quá, tôi không thèm nói luôn á, thậm chí tôi không biết nó có luôn á. Oh really? Thiệt luôn hả? Thì sống thiệt nè. Thấy có bao giờ quảng cáo before chưa? Nope. Trong kho còn 5.000 cái nè em. Dư tiền mà. Sản xuất xong quăng chơi vậy đó. Xong rồi anh quên. Lắp ra là xin. Nó là gửi ít đi, ông tập. Ông có bệnh, ông kiếm thì không có. Mà sản xuất ít quan tâm làm. Mà giờ ông là lắp ra mà ông đi mua đồ hãng khác đó, thì nó kỳ. Tặng quên nữa. Mấy em coi ship thứ màu, một màu một cặp quần áo, giày dép nhỏ vớ gì đó, đó đem gửi qua cho Lapkada nha. Lapkada ship 2 cúp về tới rồi đó. À, bây giờ nói tiếp tại sao phải cái này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì để từ từ nói. Bây giờ á, cái bài bụng dưới á, những sai lầm khi tập bụng dưới. Ví dụ có thằng nó không có tiền nó mua cái này, nó cầm vô đây nè, nó tập nè. Rồi nó đá vài cái bà mẹ bảo đảm mày cái tay của nó đi bắn muối rồi con. Cái tay của nó đi bụi rồi. Bảo đảm luôn mấy cái tay này nó banh chành hết, nó chai tay, nắm tay vô vuốt gái tổn thương nha. Oh no. Mấy người đó tập gym phá mồi. Đối với anh á, anh suy nghĩ á, mấy nó tập gym mà nó phá mồi quá. Nó tập mà nó quỷ hoại cơ thể quá. Không nên mấy em. Quấn cái này mới được rồi. Quấn cái này. À, cái này nói chung là không có chỗ nào mà bán đồ rẻ mà ngon như Duy anh đâu. Yes. Quấn này. Nhưng mà này nó khó cái gì? Nó khó cái thăng bằng. Anh tập quen thì anh đứng được. Còn tụi nó tập chưa quen nó chơi vậy nè. Nó treo vô. Nó lắc. Nó lắc nó tạo lắc chạy được. Đó, hiểu không? Thì đó mới là cái lý do phòng gym người ta đầu tư cái này. Dễ tập hơn. Con gái tập cũng được nữa. Còn cái động tác hồi nãy á, nó căng cái cơ này, nó nặng này nè. Con gái người ta đâu cũng được. Xẻ nách. Hiểu không? Đó, nên bây giờ chơi cái này. Cái này á thì tập nó dễ hả? Nói chung là phòng gym phải trang bị cho nó tập chứ. Mấy ông nội đầu tư phòng gym này nổ với mẹ luôn rồi. Vô bào tiền người ta không đầu tư khỉ gì trơn trọi, nhìn thiết bị chán hồn. Ủa mà tự nhiên tao tháo ra chỉ ba. À lộn. Cái phòng gym người ta cùi. Người ta có cây đó, cái cây thẳng băng này nè, nó không có chỗ chọt vô, người ta phải tháo cái này ra. Hiểu không? Người ta móc vô. Người ta tháo này ra, người ta móc vô. Còn mình á thì có lỗ, tháo chi ông nội. Thọt luôn. Không. Thọt cái chỗ này đúng không? Chứ tao thấy là không đúng rồi đó. Thì sao?
mình kéo đi kéo lượt mẹ nó tưởng té chết mẹ. Đó, đọc vào đây. Đúng không? Cũng không đúng nữa. Vậy thì giải pháp nào? Cái này á là thọt vô những cái cây nào? Thứ nhất á là cái gì đó nó teo vào cái cành cây ở nhà, hoặc là người ta xả thọt vô này, ta lấy dây ta cột lại, hiểu không? Hiểu không? Còn mình á mà mình chơi như vậy á, móc sâu vô đi đó, để thêm này nữa, thử có gớt không nghe, tao cũng chả biết có gớt không nữa. Rồi thầy luôn, nhỏ lớn chưa tập này. Rồi đâu gớt gì đâu, nó vô chắc lắm em ơi. À, không nó ghê mẹ, ghê không, sợ không? Tao cũng sợ rồi đó, tao ứ giỡn đâu bà, chọc tao hả? Tao nhiều đồ đó đó, hiểu hiểu cái gì thấy ghê chưa? Vô phòng nghiêm nhiều đồ lắm ba ơi. Rồi cái này sao vô? Cái này phải chơi tới cái này đó, mở ra gắn vô đây cũng được nè, muốn gắn đâu gắn, thấy chưa? Chắc là không. Nói chung á thì tùy vào điều kiện của các bạn, cứ có cái gì còn móc vậy thôi. Cái này nè, nó làm ra để móc vô. Ok rồi, giúp hồi sao bé không lắc rồi chắc. Hồi sao bé không lắc rồi chắc. Rồi ok, thì again nha, gắn cái kỹ vô mấy em. Ê thằng nào coi tao té hồi nãy mà không like, không share video, tao lóc cái mẹ cho mày. Mày không ăn nào quay clip nhiệt tình như tao đâu. Ồ má quay clip xíu nó tróc sơn máy rồi kìa. Biết máy là nhiêu tiền không? 150 củ đó. 150 củ cái máy đó không hả? Bình thường một cái 80 cộng lên 160, mình mua nguyên combo tặng cây giữa nữa, lấy 150 thôi. Không có móc vô đây nha má, móc vô đây là cái móc vô cái này á là nó làm cho cái này trên nó bị tuột ra nè, nó gớt bể đầu giống nãy vậy đó. Gắn vô đây cũng được nè, muốn gắn đâu gắn, thấy chưa? Chắc là phải không? Cái này nè, nó làm cái để móc vô. Hồi sao bé không lắc rồi chắc. Gì mà chết mẹ rồi đó. Giờ thử coi, tao thử trước đó, ghê ghê mày té sao. Có vẻ được không em? Kiếm cái chỗ nào chắc móc, tao chỉ quảng cáo cái đồ tập thôi, tao đâu quảng cáo đồ móc đâu, hiểu không? Rồi vô. Gồng bụng suốt nha mấy em. Chắc không? Đó, quảng cáo thôi. Nước cái khát nước quá. Nói chung á, cái này á thì thường phòng tập nên trang bị cho khách, hiểu không? Còn mấy em mua về nhà rồi đó, mà tụi em có đồ treo rồi tụi em chơi tùy thôi à. Cái này nó cũng rất là phổ biến. Nói chung anh thấy phòng ở nước ngoài á là ở này nó bỏ 5-6 cái vậy đó, nó quăng lông la lông lóc gì đó, ai tập nè mấy em nhìn thấy không, thiết kế rất là chắc chắn nha. Giờ mình nói về sản phẩm, thiết kế rất là chắc chắn, logo rất là huyền thoại vậy, không nói nữa. Cái cây này xài nào hư? Không bao giờ hư, đồ thiệt mà ba, chắc lắm. Cái này nó cũng đứt nữa, không bao giờ đứt nổi. Chỉ có cái tên này thôi, thấy không? Cái này khi mình tập mình không để ý á, mình dán này không sát nè. Vậy thì cái này á là sự kết hợp giữa những cái đồ THL với nhau thôi. Cái đồ trên đây là cái gì vậy? Cái đồ đá chân cho con gái đó ba. Đó, nó để dưới đây nè, anh lấy lên móc, hiểu không? Còn á, thường á người ta treo trực tiếp cái cây này vô cây này luôn, người ta chỉ cần chốt ở ngoài thôi. Tụi em chỉ cần lấy cái khăn hay cái gì đó, tụi em cột ở ngoài cái một ông nội nó ra cũng được nữa. Oh really? Đó. Hoặc là tụi em lấy cái bô tai, tụi em lấy cái bô tai tụi em lót vô, tụi em móc này vô, nó nằm chỗ luôn, hiểu không? Tại vì hai cái kim loại nè, cái này kim loại, cái này kim loại, mà nó nằm vô nhau á thì nó trượt.
đó, nó trượt thôi. Còn ví dụ như phòng quận 6 cũ của anh á, quất vô cây này luôn, quất vô cây này luôn. Cây này nó nhỏ hơn, bên kia cây nó nhỏ như cây này nè, hình vuông, móc vô luôn, chắc mệt, khỏi chạy đâu hết. Còn bây giờ thường thường á, mấy cái máy Mỹ á, mình phải kỹ mấy. Đá chừng 30 cái thôi, bảo đảm, bụng dưới khó tập lắm, bụng dưới tập bài này nó mới vô. Bài này nè, chỉ có bài này thôi. Bụng dưới á, là cái cách mà đá thì vô nhiều nhất. Ủa mà tao đang làm chương trình quảng cáo máy hả? Yes. Hả? Ê, anh có con bé kia bự lắm em. Cho vô thử rồi gãy không? Nè. Nè mấy em. Rồi thay ca đi em. Cho bé bự vô đá vài cái rồi gãy không? Cầm lên, cầm lên, cầm vô luôn hả? Đau không? Nó muốn gãy không? À, sao gãy được? Nãy bé bự vô không phải quảng cáo này nha mấy em. Quảng cáo trên này nè. Quảng cáo trên này nè. Trên này nó chắc. Không, em phải chì nè, mày làm gì đau phải rồi. Mày làm vậy rồi như tập võ vậy không đau. Má nó làm như nó võ sĩ vậy, nó làm như nè. Mẹ nó tao gồng tao còn đau đây. Tao cầm như nè ba. Cái tay nè, tránh xuống, hiểu không? Để đây nè, để nè, cầm vô này. Đó, vậy nó mới ok. Đó, vậy sao đau được, con gái tập được. Đó, đúng rồi, chính xác. Ê, rồi, đó, gồng đây, rồi ok. Cái này mà chịu lực một phần, cái tay em cầm chỗ này. Cầm dưới nè, cầm dưới cho đỡ đau tay, ok. Đó. Thôi thấy không? Ráng giữ thăng bằng đó là ok. Được. Ngon không? Mua đi. Ngon, mua đi. Thôi không? Gái vậy bụng nó mới vô được chứ còn... Gái đu đâu nổi đâu, em đu với tay không vô đây thì sao chịu nổi. Đúng không? Là phải có cái này. Thằng nào chủ phòng đăng ký 10 bộ nha. Bây giờ phòng kia cũng có này sao tao tập. Ngon không? Dặn vô. Tao suy nghĩ tới mức đó đó. Không có cái này cũng được nhưng mà thích nổ á. Thích thiết kế đúng không? Bình thường để này đúng không? Để này nó lỏng lỏng đúng không? Giờ chốt đi vô 4 cú nổi nó sao nó ra được. Ra cái gì? Thấy không? Bảo đảm đi, mua về đứt đi, cho khác. Chắc lắm. Không đứt được đâu. Nên cái này là phải có, kiếm gì treo cũng được. Cộng dây hay gì miễn mắc bên nhà treo. Ở nhà các bạn có gì đó các bạn treo, nhắm treo được thì bạn mua ở đây về đó. Nói chung tập bụng nó quan trọng lắm. Bụng là cái gì nó phải duy trì thường xuyên. Đúng không? Nhưng mà bụng nó cũng có rào cản. Bây giờ chúng ta tập á, chúng ta đu rồi lên á, là cái chuyện nào impossible. Hả? Mới vô mà chúng ta tiếp xúc bài toán khó quá. Thì đâm ra chúng ta làm không được. Đó. Mà cái này á, tác dụng nó không khác gì cái đó. Cái trang à, cái trang thôi. Nhưng mà nhiều khi mình không có để mình chơi thì phải buộc chơi cái kia. Mà cái này nữa là nó giảm cái tay mình không cần phải cầm nhiều. Đó, chúng ta chống vô, chúng ta đá từ ngày mốt luôn. Đá cờ bùng liệt, cái tay chưa mỏi. Đó. Rồi liên hệ order mua hàng đi mấy em. Mua sắp tặng luôn nha. Này bán cho chủ phòng là chính. Rồi ok anh cho em mua hàng đi, trong kho còn nhiều món độc lắm. Bữa nào rảnh quay tiếp cho. Giờ đó bụng rồi nghỉ. Yes. Bye bye, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Share like nha. Biết gì biết điều không được đâu. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.